nhìn ngắm ánh sao rơi lòng tê tái. Giấc mơ về hạnh phúc não nề, hoàng hôn mãi mê bình minh trong thật thơ. Trôi sương đêm trong lòng mỏi mòn, cười hẹn người con gái đêm hạt mưa. Mong chờ còn ai đây cô đơn vây quanh giọt nước mắt ai, chỉ cần ai thôi về đây bên tôi, cùng nhau đi hết trên con đường xanh màu, chỉ cần ai thôi. Trên gian muôn bóng hình khác đi một tên ai. Đang nghĩ gì vậy? Thiệt, tôi không hiểu nổi. Chuyện gì chứ? Ngày đầu tới đây, tôi đã thấy bông để ngoài hành lang trên lầu, rồi ở trong phòng của tôi nữa. Mà ai làm chuyện đó, làm để làm cái gì? À, chắc là chị Thùy. Chị làm như vậy để tự nhốt lại thôi. Muốn nhớ thì cũng kiếm, ai lại đi rẽ bông? Vậy em nghĩ ai? Cái nhà này lạnh lắm, lúc nào á tôi cũng có cảm giác ớn ớn. Có phải lạnh, u ám giống mấy ngôi nhà ma trong phim kinh dị đúng không? Trong phim ma, nhân vật chính hay thấy bóng người trong gương ở phía sau lưng mình. Sau lưng em có ai kìa? Anh còn giỡn nữa hả? Tôi chỉ nói điều em đang nghĩ thôi, chứ có đang giỡn đâu. Mà nè, em có thấy gì khác nữa không? Thấy anh là khác nhất á. Dĩ nhiên rồi, anh là hàng hiếm mà. Mà anh về đây lâu chưa? Chưa được một năm, nhưng mà tính số ngày cộng lại cũng được vài ba tháng. Anh thì thích ở ngoài trại giao hú hơn. Vậy anh thấy nhà này sao? Tôi cũng thấy lạnh, nhưng mà là lạnh nhạt và lạnh lùng kìa. Tại anh nghĩ vậy thôi, chứ tôi thấy mọi người đều quý anh mà. Quý kiểu như em quý vậy đó hả? Thôi, tôi đi lên đây. Khoan đã, làm gì nhiều tự ái quá vậy? Bây giờ mình sẽ nói chuyện nghiêm túc. Anh mà cũng có chuyện nghiêm túc nữa hả? Nè, em còn thấy một cái gì khác ở trong nhà này nữa không? Khác lạ hả? Anh muốn nói về cái gì? Về những cái xảy ra không bình thường. Ví dụ như chuyện sáng ngày hôm qua. Thỉnh thoảng á, buổi tối tôi hay nghe tiếng chân người đi ngoài hành lang. Chắc là lúc đó anh đang một khỏi đi về đó. Không phải anh. Sao em không đi ra ngoài coi đó là ai? Ớn thì mồ sao dám ra. Vậy mà không công nhận mình là trái tim thỏ đế. Ớn nhất á là gặp ma men á. Giỏi chăm chọc quá ha. Còn gì nữa không? Tôi luôn có cảm giác như là có ai đó đang ở cùng phòng với mình. Khi chờ ngủ, tôi có cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình. Cảm giác đó ghê lắm.
À, hồi nãy em có nói vụ này với anh rồi mà. Nhưng anh không tin nên tôi phải nhắc lại. Chỉ là cảm giác có người có trái tim thỏ, thấy gì nghe gì cũng hết hồn hết. Vậy thì đừng có hỏi nữa nha. Phải hỏi chứ. Nè, em có biết cái phòng em đang ở trước kia ai ở không? Chị Út Lan. Ừ. Vì biết là chị Út Lan đã từng ở đó, cho nên em mới nghĩ là có người đang ở chung phòng với mình. Cảm giác đó tôi có ngay từ lần đầu tiên bước vô phòng. Lúc đó tôi đâu biết phòng của ai đâu. Vậy là em quá nhạy cảm rồi. Anh không tin thì thôi. Tin chứ. Còn gì nữa? Thỉnh thoảng có những món đồ nằm không đúng vị trí như tôi đã để. Cái vụ đồ vật di chuyển á, thì trong phim kinh dị nào cũng có hết. Đúng là em bị lạm phim ma rồi. Anh nè, cũng rất thích phim ma. Anh thấy em rất là có khiếu kể chuyện. Không ấy em thí dụ cho anh xem đi. Hồi tôi mới tới á, trong phòng có mấy thùng giấy đựng đồ cũ. Trong đó có gì? Tôi không quan tâm. Cho đến một hôm tôi ngủ dậy, thấy cái thùng giấy mở ra, một con búp bê rơi ra ngoài. Búp bê hả? Nhiều búp bê với những đồ chơi khác nữa. Vậy là có đủ thứ để chơi rồi. Không dám chơi đâu. Con gái mà không thích chơi búp bê hả? Tại anh không biết chứ. Trong đám đó có một con búp bê biết khóc, mặt nó bị cháy, nhìn dễ sợ lắm. Tôi ớn nên mang mấy cái thùng đó ra gầm cầu thang để rồi. Bộ tới tối em lại thấy cái thùng đựng búp bê để trong phòng mình hả? Không, nhưng mới đây tôi thấy con búp bê mặt nám đó nằm trên sàn ở trong phòng sách á. Ai đem nó lên vậy chứ? Chỉ có phụ nữ mới khoái búp bê thôi. Em thử hỏi chị Thùy coi. Hỏi rồi, chị Thùy nói không có. Nghĩ hoài, không biết sao nó bò lên được cầu thang mới ghê chứ. Vậy là chắc bà nội chơi búp bê rồi. Nói chuyện với anh dễ ghét thiệt á. Anh thích bị ghét mà. Còn gì nữa em nói luôn đi. Nè, chuyện đèn hư mới tối hôm qua đó. À quên, để anh đi sửa cho em. Hết sợ vu vơ vớ vẩn. Để tôi mở cửa cho anh. Anh thấy phòng của em cũng dễ thương ấm áp mà. Có cái gì đâu mà cảm giác này kia nọ. Em đó đúng là tưởng tượng quá rồi đó. Bộ anh không thấy gì khác thường ở trong ngôi nhà này thiệt luôn á hả? Tôi nặng bóng vía lắm, cho nên đâu thấy gì đâu. Ngoài một cái cảm giác là mọi người luôn giấu tôi một cái gì đó. Nhưng mà bây giờ á, tôi biết rồi. Chuyện tình tay ba bi thảm của Hai Dương, Út Lan và Sáu Thái. Và cái chết của chị Út Lan không bình thường khi kéo theo cái chết của ba người khác. Đúng ra Hai Dương không nên cướp tình của bạn. Nói cướp cũng đâu có đúng đâu. Chị Lan chịu làm vợ của anh Hai Dương mà. Chịu nhưng mà không có thương. Chịu gì bị ép. Còn gì khổ hơn nữa hả? Nhưng anh Dương thương chị Lan. Thương hả? Ai nói cho cô biết vậy? Bà Tư nói khi chị Út Lan chết, anh Dương trầm cảm suốt mấy tháng, cho đến khi gặp chị Thư Nga đó. Cả nhà này lầm to rồi. Hai Dương quen Thư Nga từ khi chị Út Lan còn sống. Ai nói với anh? Tôi tự biết chứ ai. Thì quan hệ bạn bè có sao đâu. Lạ nha, nói tới Hai Dương á, cô cứ bên chầm chầm như vậy á, người ta gọi là mù quáng đó. Anh mới mù quáng khi suốt ngày cứ nghĩ xấu cho anh mình. Tôi á, chẳng tìm ra được cái gì hay ho để nghĩ tốt cho Hai Dương hết. Chứng tỏ là con người anh quá chảnh. Miệng mồm chua ngoa thiệt. Ý anh nói là anh Dương với chị Thư Nga có tình cảm từ khi chị Út Lan còn sống hả? Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Họ đưa nhau đi chơi rầm rầm,
Có vợ rồi mà lăng nhăng như vậy đâu có được. Thì đàn ông thì cũng cần có những mối quan hệ bên ngoài chứ. Nếu đó là ông xã của em, chắc em sẽ nói khác quá. Xong rồi đó nghe. Nếu như cái bóng đèn này có vấn đề gì á, thì đó là từ em. Sao lại từ tôi? Thì ai biết được em có duyên nợ gì với cái bóng đèn đó. Sao anh khoái ghẹo người khác quá à? Coi như bù cho những lần mà em ăn cơm cho tôi. Mình không có nợ nần gì nhau nghe. Ừ, không nợ gì nhau hết. Cho dù tôi rất thích bài hát, anh còn nợ em. Em trong bài hát đó chắc chắn là chị Hoa Sói, chứ không đời nào là tôi. Sao mạnh miệng quá vậy? Cảm ơn anh nhiều nhiều nha. Tôi sợ nghe hai cái từ cảm ơn của em quá à. Sao vậy? Thì cái từ cảm ơn của em có nghĩa là hả, xong việc rồi anh biết đi cho tôi nhờ ha. Tôi không có tệ như vậy đâu. Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người khác hết vậy? Vậy thôi, tôi ngồi lại đây à. Mà nè, có chắc là anh Dương bầu bệnh với chị Thương Nga từ trước không? Sao lại không chứ? Nếu tính từ lần đầu, tôi với hai Dương đụng độ nhau. Ê, bà Nga, thằng áo vũ cơ hàng nhà bà kìa. Ủa, áo vũ cơ hàng là sao vậy? Bởi vì mẹ con nhà nó làm công cho nhà em nên tụi nó mới gọi vậy. Là một thằng làm công mà cứ nghĩ mình là hoàng tử nên tụi này đặt cho nó cái biệt danh là áo vũ cơ hàng đó bà. Thằng này á hả, hoàng tử quốc đất thì có, đúng là cái thứ đũa móc mà tròn mâm son. Nó mê Nga hả? Nó mê tất cả cái đẹp nhưng ngoại trừ bà Nga ra. Sao vậy? Tại vì bà Nga ghét nó mà không biết lý do chứ sao. Anh nè, nó không dám mê em đâu, nếu mẹ con Hương đó. Nói tới nó là khó chịu rồi. Thằng đàn ông muốn mê gái á phải có thở một chút, chứ làm cô ly như nó thì đừng có mơ. Nè, sao không biết chào hỏi một tiếng vậy? Thôi bỏ đi anh, bị câm điếc bẩm sinh mà. Đi. Nghe hai Dương với đám bạn thương Nga cố tình chơi anh, anh tức lắm, không bao giờ anh quên được. Mà bữa đó là sinh nhật của anh nữa. Một cái sinh nhật toàn là mùi dê, mùi thỏ, mùi heo, cộng với cái mùi mất dạy của tụi nó nữa. Hai anh em gặp nhau trong hoàn cảnh đó cũng đau ha. Lúc đó có biết là anh em đâu, chỉ hận chứ không có đau. Mà sao chị Nga chấp nhận người đã có vợ? Thư Nga nó quen á, muốn cái gì là được cái đó, nên chắc chắn không chấp nhận người đã có vợ rồi. Vậy sao? Thư Nga nghĩ hai Dương là của mình chứ không phải là của Úc Lan, thì người chấp nhận phần thua phải là Úc Lan chứ không phải là Thư Nga. Trời đất, vậy cũng được nữa hả? Như hai Dương khi cố đòi cưới chị Úc Lan, đòi là phải được. Được xong rồi hả, cưới vợ về, vứt vợ vô xó, tha hồ mạng chơi bời. Tôi thấy hai người đó hợp ở cái khoảng chỉ biết nghĩ cho mình. Tội nghiệp chị Lan, chắc vậy nên chị mới không siêu thoát được. Chết là hết thôi, chỉ có người sống mới gây phiền phức thôi à. Anh mạnh miệng quá ha. Nè, tối nay á, nếu như mà em thấy có cái gì khác thường á, nhớ gọi cho tôi nha. Có di động rồi, kêu lẹ mà. Anh nói gì nghe ghê quá vậy? Nếu không muốn kêu á, thì cứ chịu sợ một mình đi. Nè, em cứ tưởng tượng là em đang soi gương, mà cái người trong gương đó không phải là mình. Chà, kinh dị nha nhỏ. Anh dư hơi quá ha.
Thôi, để anh về phòng lấy cái máy CD cho em. Nè, anh làm gì mà đứng thẫn thờ rồi đi qua đi lại mà không chịu nằm nghỉ vậy? Nghĩ cái gì mà nghĩ? Anh còn đang tức cái vụ trộm hôm bữa nè. Em cũng thấy tức đây nè. Tự nhiên cứ giới thiệu người hái mướn cho trại chi rồi bây giờ mang tiếng. Có ai nói gì đâu mà em tức. Đợi nói hả? Lúc đó còn mặt mũi gì nữa? Không ai dám nghĩ vậy đâu. Anh đó, anh phải tìm cho ra thủ phạm em mới chịu nha. Hồi còn làm ở nhà em, thằng Tùng có biểu hiện xấu gì không? Anh nghi nó hả? Lần trước bị trộm ở trại giáo huấn là anh đã nghi rồi. Trời đất, vậy mà còn để nó làm thêm vố nữa hả? Anh dở thiệt luôn đó. Thì mình phải có chứng cứ mới được chứ. Hổm rài, nó quậy quá trời luôn. Bây giờ mà mình tìm ra được bằng chứng chứng minh nó là thủ phạm của vụ này, chắc chắn nó sẽ bị tống cổ ra ngoài đường. Giờ có cách nào để tìm ra bằng chứng không? Thì cứ bình tĩnh thông thả, từ từ được cũng sẽ tìm ra cách thôi. Nè anh. Nè, anh có nhớ là tại sao bữa đó đang chạy xe mà tự nhiên bị té không? Anh không nhớ nữa. Có thấy cái gì bất thường ở trên đường không? Không, anh không để ý. Hay là bữa đó lo suy nghĩ về cái vụ mất trộm quá cho nên té? Thôi đừng có tra khảo anh nữa, anh đang đau đầu lắm nè. Được rồi, em biết rồi. Ai đó? Dạ mời anh Dương xuống ăn cơm. Anh biết rồi. Dạ. Anh biết rồi. Nói nghe ngọt quá hả? Chứ anh phải nói sao đây? Thì anh phải nghiêm nghị, phải lạnh lùng ra giá ông chủ chứ. Em ghét cái con đó lắm, làm mất hứng hết à. Thôi xuống ăn cơm đi, bác công đợi chờ nữa. Thiệt tình luôn, làm dâu nhà này một ách hai chồng, mà chồng nào cũng nặng như ách trâu vậy đó. Kính mời bà Nguyễn Thị Linh tới văn phòng luật sư Nguyễn Đình Tưởng ngày 16 tháng 3 năm 2015 để nghe thông báo về những việc liên quan tới quyền thừa kế tài sản theo di chúc của ông Nguyễn An lập năm 2005. Thôi nha. Anh kỹ quá à, muốn ra coi. Đi. Thôi mà. Đi mà, cho anh hùng. Mới ở bệnh viện về mà không biết kiêng cử gì hết à. Con nhỏ này đúng là võ tắc thiên mà. Anh, em thích cái căn phòng ở cuối hành lang ở trên lầu á. Thì má cũng nghĩ em thích cho nên mới cho người dọn phòng đó đó. Mà hồi trước căn phòng đó ai ở vậy? Trước đây thì ông bà nội ở. Bây giờ bà nội lớn tuổi rồi,
chuyển xuống tầng trệt cho nó tiện. Ờ, nhưng mà em thấy bà nội còn khỏe re mà. Từng tuổi đó rồi, ở tầng trệt vẫn hợp hơn chứ. Ừ, cũng đúng ha. Nếu như bà nội ở đó thì em đâu có được ở đâu. Bây giờ nó là của em rồi, khi nào về cứ ở phòng đó. Mà hồi trước á, anh với Út Lan ở phòng nào vậy? Ở phòng của anh bây giờ. Thiệt không? Thiệt. Nói thiệt là căn phòng đó rất là hợp với em. Nó hợp với một bà chủ, đúng không? Anh nghe cái câu bà chủ biệt thự Liễu Mai nghe sướng tài sao đó hả? Nhưng mà em không có thích ở một mình đâu á. Thì anh cũng đâu thích để em ở một mình đâu. Chị đang ở đây tại hoàn cảnh khó khăn nên em mới tới biệt thự Liễu Mai để làm. Chị giúp em làm tốt công việc, đừng phá em như chị Út Lan. Tại sao cuốn sách lại ở đây? Năm giờ xe chạy, số xe 7714. Anh chờ em.
Sáng nay ai dẹp cái đống bày hay trước cửa phòng tôi vậy? Dạ, cái đống bày hay nào cô ba? Con búp bê của Úc Lan đó. Dạ, con không thấy con búp bê nào hết. Đừng tưởng tôi sợ mấy cái trò rác rưởi đó nha. Con không biết cô ba muốn nói chuyện gì nữa. Hồi tối ai vứt con búp bê trước cửa phòng tôi? Nó kêu the thé như vậy đó, ai mà ngủ nghe cho được. Bực mình, tôi đập nó vô tường rồi giục nó xuống đất. Sáng nay không có ai dẹp, mà tại sao nó lại biến mất? Dạ, con nghĩ là chắc chuột tha đi đó cô ba. Chuột hả? Trả lời hay quá. Lâu lâu mấy con búp bê của Úc Lan cũng bị chuột tha ra ngoài hoài mà cô ba. Của Úc Lan? Tại sao không giục ba cái đồ quỷ đó đi? Bà Tư muốn giữ lại nên con không dám liện. Bây giờ tôi nói liện hết cho tôi. Dạ, cô ba còn cần gì nữa không? Ra ngoài được rồi. Hai Dương chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không có bị gì đâu. Sao không biết? Từ nhà nói cho tao biết. Má nè, thằng này vậy mà lớn mạng thiệt. Mày thôi bày trò đi nghe chưa? Thua kêu này tao bày kêu khác. Nó chết thục một lần nó sẽ đề phòng. Coi chừng mày đi tù vì nó bây giờ. Điên mà đi tù cái gì? Ông ngu chết mẹ. Ê, mày hổn tao đập vô mặt mày bây giờ nghe mày. Bây giờ tao là người bảo hộ cho mày. Mày làm bậy tao chịu, cho nó đừng lộn xộn nghe chưa. Cậu Sáu ơi, cậu Sáu. Cậu Sáu ơi. Nè, cháu cưng của tôi tới. Con chào cậu Năm. Cậu Sáu, con đem sách qua cho cậu đọc nè. Này coi chứ đọc cái gì. Coi hay đọc gì cũng giống nhau. Ông khác, tôi khác. Cậu Sáu mà thích đọc sách á thì bữa nào con dắt cậu Sáu đi mua ha. Giờ được không? Giờ con túi con xẹp lép à. Ê, đưa tiền cho cậu cháu tôi đi nhà sách mua sách coi coi. Bất tử vậy mày? Tiền ở đâu mà ra? Tiền đâu có kệ ông. Đưa 3 đồng đi mua sách coi. Mẹ, tao không có. Đưa tao tiền. Cậu Sáu, bỏ tao ra. Có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng có đóng cậu. Mẹ. Mày cầm đi mua cho nó đi. Dạ. Sao ít vậy? Đưa tôi thêm tôi mua di động coi. Mày mua điện thoại làm cái gì? Kể tôi. Làm gì tốn kém dữ vậy? Tôi có đi đâu ông kiếm ông gọi. Đưa đây. Dạ. Má không làm được cái đách gì hết mà mày đặt đòi hỏi. Sao không làm đách gì? Tôi coi nhà kho cho ông, mỗi tháng ông với Bảy Hỷ phải đưa tiền công cho tôi chứ đó không làm. Mày ra coi để cà phê với Tư Nha kìa. Nhà kho có gì đâu mà coi. Để rồi ông coi, không có tôi đi rồi biết. Đi mày. Dạ. Dạ con Năm con đi. Cân. Dạ. Mua cho nó điện thoại của bắp tôi nghe chưa. Dạ. Cậu Sáu, cậu hung dữ quá à. Tao mà không dữ như vậy, cha Năm Nhật còn lâu mới lòi tiền ra. Ừ. Mà cậu nói đúng á, cậu Năm Nhật hồi đó giờ nổi tiếng là kẹo kéo. Mà con hỏi này nè, cậu lấy tiền cậu mua điện thoại di động á, cậu gọi cho ai vậy? Gọi cho mày không được hả? Được chứ. Nhưng mà con có thắc mắc á, là lần trước cậu lấy điện thoại của con cậu gọi cho ai vậy? Ủa, tao mượn điện thoại di động của mày hồi nào vậy? Tao không nhớ gì. Trước khi mất, bác Hải Ân có cho lập di chúc. Và ông yêu cầu di chúc chỉ được mở sau khi ông mất được 10 năm. Tôi có biết thông tin đó sau khi ba tôi mất. Nhưng mà bây giờ chưa tới 10 năm mà. Đúng là chưa tới 10 năm. Nhưng tôi vẫn phải cho chị biết thêm một thông tin. Thông tin gì? Đó là lý do tại sao bác Hải Ân lại yêu cầu sau khi bác mất 10 năm thì mới được mở di chúc. Anh nói đi. Trước khi mất, bác Hải Ân có cho người đi tìm chị Hai My, nhưng mà không gặp. Bác rất hy vọng là trong 10 năm đó
sẽ có những thông tin về chị Hai Mi. Anh cứ theo di chúc mà làm. Nhưng mà tôi tin ba tôi không đời nào để cho những cái thứ như là Hai Mi hưởng thừa kế đâu. Nhưng thưa chị, trong luật thừa kế thì con nuôi cũng được hưởng quyền như là con ruột. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà bây giờ Hai Mi đâu còn nữa. Tôi sẽ thực hiện theo đúng di chúc của bác Hai Ân. 5 tháng nữa là tới ngày mở di chúc. Tôi muốn thông báo cho chị biết để chị không thắc mắc. Khi đến ngày đó mà có sự hiện diện của Lê Ân Tùng. Tại sao lại có nó trong đó nữa? Giờ cô Mi không còn nữa thì con trai của cổ sẽ đại diện cho cổ. Nhưng nếu trong di chúc mà không có phần của cô Mi thì con của cổ có quyền đòi theo luật thừa kế. À, tôi hiểu rồi. Cũng rắc rối dữ ha. Đúng là có một chút rắc rối. Nhưng mà về phía chị, à còn một chuyện nữa. Đó là chuyện có liên quan đến anh Thông. Tôi chưa có chuẩn bị tinh thần để ly dị. Chuyện đó để lúc khác đi nha. Mọi thủ tục, quyền lợi và trách nhiệm tôi đã soạn thảo xong. Tôi sẽ gửi thư cho chị. Tôi đã nói với anh rồi, tôi chưa có muốn ly dị. Nhưng mà dù sao á, chị cũng phải xem qua những văn bản mà tôi đã soạn thảo cho chị. Ông Thông muốn ly dị tôi á, phải tốn tiền ghê lắm. Tôi chỉ sợ ông không có chịu nổi những yêu cầu mà tôi đưa ra đâu. Thôi, chào luật sư nha, tôi về. Chào chị. Alo. Alo, anh Thông hả? Anh cho tôi số di động của cháu Tùng được không? Được chứ. Nhưng mà nó đổi số lung tung à. Tôi phải hỏi lại nó đã. Có chuyện gì liên quan tới nó hả? À, thời gian mở di chúc của bác Hai Ân sắp tới rồi. Tùng sẽ đại diện cho bà Hai Mi đó. Vậy sao? Tôi đã thảo xong tất cả các thủ tục ly dị cho anh và chị Linh rồi. Mà chị Linh không muốn xem, nhưng tôi vẫn phải gửi thư qua cho chị. Anh tiến hành càng sớm càng tốt giùm tôi. Tôi biết rồi, nhưng không thể sớm hơn được đâu. Bởi vì chị Linh cố tình làm khó. Chắc chắn là chị sẽ đòi hỏi rất nhiều quyền lợi. Anh chuẩn bị tinh thần đi nha. Rồi, chào anh. Kiếm ai vậy? Tới kiếm ông lấy tiền cà. Tiền cà gì ở đây? Bảy Hỷ kêu tôi tới lấy đó. Có lộn không mày? Bảy Hỷ nào? Ở đây cơ sở chỉ sấy ăn gia công chứ không buôn bán cà phê gì hết mày. Thôi đi cha nội, với tôi mà cha giả bộ trong sạch hả? Tóm lại, cơ sở tao sấy cà phê ăn gia công chứ không có buôn bán cà gì ở đây. Mày biến đi. Chuyện gì vậy anh? Thôi được, để tôi gọi cho mẹ Hỷ. Thuê bao quý khách vừa gọi. Mẹ đó. Ông đừng tưởng là thằng này tin đâu nghe. Thằng này ở đâu tụi bay biết không? Thằng này ở chạy giao hú á. Mẹ nó, đụng tới năm đảm là mệt đó. Hôm trước thằng Tám Đủ ở trại giao hú á cũng tới đây dò hỏi một lần. Em nói không biết, không có. Nay thằng này lại tới. Chắc năm đảm nghi ngờ tụi mình á. Bảy Hỷ hả? Ừ. Có thằng Ba Cao nào tới đây lấy tiền cà phê.
làm ăn kiểu này vô tù như chơi đó. Bà cao nào tôi không có quen, ông cứ nói là không biết, khi có ai nhắc tới tôi là ok. Vậy ha, chừng nào có hàng cứ đem tới đây, bao nhiêu tôi cũng thầu hết. Ok thôi ha. Đầu trộm đuôi cướp, tin không nổi hả? Vậy sao anh cũng mua? Giá rẻ, ngu sao không mua mày. Nè, tụi bay không được nhiều chuyện đó nha. Ờ, biết rồi. Té xe, con không đau bằng chuyện Trại Thùy Dương bị trộm. Sao con lại nói vậy? Giống như con người muốn phá trang trại của mình, cho nên mới vừa hái trái, vừa chặt cây như vậy. Con nghĩ chuyện này sao Thái làm chứ không ai hết. Chuyện đó để Năm Đảm với Bảy Đôn lo, không phải chuyện của con. Chuyện của con là ở công ty kia kìa. Nhưng đó là tài sản của mình phải lo chứ nội. Đâu phải tài sản của họ đâu mà họ lo. Nhưng con ôm đồm quá, đâu có được. Khổ cái đất đai của nhà mình nhiều quá. Nội đỡ con đừng có ôm đồm lo lắng. Chứ nội đang nghĩ gì đó? Nội đang nghĩ tới thằng Tùng. Nó muốn có trang trại để nuôi chồn. Nuôi chồn? Nuôi chồn đó cần gì trang trại? Trước đây nội cũng nói như vậy đó, nhưng coi bộ nó không vui. Ý nó là muốn lập nghiệp riêng. Rồi ý nội sao? Bà con muốn cho nó một số tiền, để nó muốn làm gì thì tùy ý nó. Nhưng nội còn lưỡng lự, vì thấy nó chưa đủ sức. Nội nói đúng, con nghĩ nó chưa đủ sức đâu. Dạ thưa má, con mới về. Thưa má. Dương, con chưa có khỏe sao con đi ra vườn vậy? Con không sao đâu, nằm trong nhà hoài sao chịu nổi má. Con đi đâu về hả? Dạ, con mới qua trại Thùy Dương xem sao. Mà đúng là trại bị phá nhiều hơn bị trộm đó má. Con nghĩ chuyện này sao Thái làm chứ không ai hết. Toàn chuyện gì đâu không à. So với hồi má còn ở đây, bà nội của con yếu đi nhiều lắm. Chắc bà nội lo nghĩ nhiều quá đó má. Tối hôm qua má có qua phòng tìm con mà không thấy. Con mới bị té xe, phải lo mà giữ gìn sức khỏe chứ. Con không sao đâu. Sau khi đến trại Thùy Dương, má có đến phòng luật sư Tưởng. Lo chuyện ly hôn của má hả? Không. Chứ chuyện gì má? Ông ngoại mới mất đây mà đã gần 10 năm rồi đó. Sao khi không ai nhắc tới ngoại chi vậy? Ngày xưa, trước lúc mất, ông ngoại có để lại một tờ di chúc. Nhưng mà ông ngoại dặn á, là phải 10 năm sau mới được mở ra. Thì ngoại mất, tài sản đương nhiên thuộc về má rồi, di chúc làm gì nữa? Thì đương nhiên là thuộc về má. Nhưng mà có trục trặc gì hả má? Bây giờ thì má đã hiểu tại sao ngoại lại dặn là 10 năm mới được mở ra. Thì ra là ngoại đã thuê người đi tìm dì My. Sao má biết? Luật sư Tưởng nói cho má biết. Chắc là trong di chúc có phần của dì My, má của thằng Tùng. Chỉ là má suy đoán thôi, chưa chắc gì là đúng. Nếu đúng thì sao? Má nói ông ngoại đuổi dì My đi khi biết dì giận dữ với ba. Dì đi 20 mấy năm rồi, đâu có đóng góp gì cho nhà này đâu. Không lẽ di chúc có phần của dì, con nghĩ bất công lắm đó. Dì My mất, nhưng thằng Tùng lại được hưởng phần của má nó. Má không bao giờ để cho chuyện này xảy ra đâu. Nội mới cho con hay, ba định chia vốn cho thằng Tùng làm ăn. Mẹ kiếp, có chuyện này nữa hả? Nhưng mà nội chưa đồng ý. Chưa, chứ không phải là không. Ý má sao? Chỉ có sống hoặc là chết thôi. Sống thì còn tất cả, mà chết á là hết. Bữa giờ anh trốn ở đâu mất tiêu vậy? Bộ đang né mặt em hả? Anh bận ngập đầu em ơi, thời gian ngủ còn không có, nói chi đi chơi. Trời ơi thôi đi, anh là thiếu gia mà làm gì bận tới mức không có thời gian ngủ. Thì cũng phải làm mới có tiền đi chơi chứ em. Mà có chuyện gì không? Không, em nhớ anh thì em gọi vậy đó mà. Ủa, chứ em không nhớ thằng Tùng nữa sao? Anh ơi, hôm bữa giúp anh cái vụ ông Tùng xong rồi bây giờ em với hàng chả tình tiền cái gì cũng đứt hết trơn, không có còn cái gì hết.
Sao gọi là giúp? Anh thuê em trả tiền đàng hoàng mà. Bây giờ em mới thấy á, là vụ đó anh trả em vậy bèo nhèo quá à. Thôi, anh coi làm sao anh phụ em thêm chút đỉnh đi. Chứ anh có biết không, sau cái vụ đó, em bây giờ là ế móc mỏ luôn. Không có ai dám đi với em hết, người ta sợ bị đánh. Tiền bạc anh với em sòng phẳng lắm rồi, đừng có nẹo anh nữa. Thôi nha, anh bận lắm, đừng có gọi anh nữa. Alo. Bà mẹ nó. Chào cưng. Biết thế nào cưng cũng có ở nhà mà. Qua chở em đi ăn hả? Ừ, em đói hả? Ừ, đói muốn chết luôn. Vậy thì mình đi ăn. Ăn no mới có sức ngủ chứ. Biết rồi, ăn ngủ là nghề của nàng mà. Từ giờ trở đi, anh sẽ ở đây luôn, sẵn làm bảo kê cho em. Sao tự nhiên tốt tính vậy? Nhưng mà tính em rõ ràng lắm nha. Cái gì thiệt là thiệt, mà cái gì chơi là phải trả tiền đó. Được thôi, anh không bận tới mức ăn quỵt của em đâu. Ok, đợi em thay đồ cái nha. Có chuyện gì mà mày không gọi tao qua điện thoại mà gọi tao ra đây vậy? Nghe đồn á, dân đi rừng vừa trúng ba cây trầm hương khủng, cây nào cây đấy đường kính khoảng 1.5 m vậy đó anh Bảy. Lại tin đồn, sao tao không hay gì hết trơn? Tụi nó giống như mày giống cứt, sao mà anh Bảy biết được? Vậy sao mày biết? Em có thằng cháu là dân xẻ gỗ chuyên nghiệp, nó nói gỗ xẻ từng miếng nó mới đẹp. Hương khủng trên đời làm gì còn, chắc tụi nó nổ tầm 7 tầm 3 chứ vui đó mà. Mấy cái chuyện này mà nói tầm 7 cho thiên hạ người ta chém không? Không phải khoe với mày chứ, vụ này ta là người biết đầu tiên. Mà lần này lại có ba cây hương khủng như vậy là im rè, ta không tin. Nếu anh không tin, anh đi hỏi mấy thằng đầu đầu chuyên mua bán kinh doanh, còn nó nói làm sao? Alo, có gì không anh Bảy? Có thì tao mới gọi mày chứ. Mà tao nghe tin có đứa trúng ba cây hương khủng phải không? Anh nghe ở đâu sao mà hỏi em? Nè, mày có xỏ lá tao nghe chưa? Vụ này đang linh xình lắm anh Bảy ơi. Linh xình là sao? Em không nắm được gì nên chưa báo với anh. Nói chung á là có nhiều chùm thò tay vô lắm. Tụi chúng hàng á lặn đâu hết rồi. Có vậy thì mày phải nói cho tao biết chứ, để tao cùng mỗi tin chỗ khác. Vậy thôi anh ha, em chào anh. Mày biết thêm gì về phi vụ này nói tao nghe. Mà có phải là đúng thông tin của em phải không? Ừ thì đúng, nhưng mà chưa đủ. Muốn đủ thì em sẽ cho đủ. Tại nãy giờ anh Bảy không tin thần đệ này thôi mà.